Thị phần iPhone của thế giới di động đã tăng từ 25 lên khoảng 45% chỉ sau vài tháng áp dụng chính sách giá tốt quá. Và giờ đây với iPhone 15 vừa mới ra mắt thì ông lớn này cũng đã tuyên bố bao chấp giá, hoàn tiền nếu ở đâu rẻ hơn, với kỳ vọng có thể đánh chiếm thêm 5-7% thị phần nữa. Nhưng trên thực tế, liệu mức thị phần này có thể đem về bao nhiêu tiền cho thế giới di động? Thời điểm mới ra mắt vào tháng 10 năm 2021, Topzone đặt mục tiêu đạt doanh số 2-3 tỷ đồng cho mỗi cửa hàng AAR mỗi tháng, còn APR có thể mang về 8-10 tỷ đồng. Và nếu nhìn vào tốc độ tăng trưởng quy mô của chuỗi Topzone, chúng ta cũng có thể phần nào thấy được tham vọng của các lãnh đạo thế giới di động. Chỉ sau 8 tháng đi vào hoạt động thì Topzone đã cán mốc 50 cửa hàng, đồng thời dẫn đầu thị trường về số lượng cửa hàng kinh doanh các sản phẩm của Apple. Nhưng kết quả kinh doanh liệu có tăng tốc được như vậy? Thực tế là với 50 cửa hàng thì Topzone đã đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng vào doanh số 6 tháng đầu năm 2022 của thế giới di động. Còn số này đồng nghĩa mỗi cửa hàng Topzone có thể đem về 3,3 tỷ mỗi tháng. Và tính đến hết năm 2022, Topzone đã có tổng cộng 100 cửa hàng đem về cho tập đoàn hơn 2.600 tỷ. Tương đương mức doanh thu 2,16 tỷ đồng mỗi cửa hàng mỗi tháng. Nhìn qua những con số này thì không khó để nhận ra rằng doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng Topzone đang có xu hướng giảm dần. Điều này là thực tế thôi, bởi vì nền kinh tế nói chung vẫn đang gặp nhiều khó khăn khiến cho người dân phải thắt chặt chi tiêu, và điều này lại càng khiến cho thế giới di động phải giảm giá sâu hơn nữa, khiến cho các chi phí tăng cao. Và đến nay thì tình hình vẫn chưa hề được cải thiện. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 cho thấy lợi nhuận của thế giới di động đang rơi tự do về mức thấp kỷ lục trong vòng một thập kỷ. Tính đến hết 6 tháng đầu năm, lãi sau thuế của tất cả các chuỗi gồm thế giới di động, Topzone, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang và Avakids chỉ vỏn vẹn 39 tỷ đồng, tương ứng bốc hơi 98% so với nửa đầu năm ngoái. Điều đáng nói là đóng góp của Topzone cũng liên tục giảm qua từng quý, chỉ còn đem về 3% trong số hơn 41.500 tỷ đồng doanh thu của thế giới di động và Điện Máy Xanh trong quý 2 vừa qua. Và từ cuối năm ngoái đến nay thì số lượng cửa hàng Topzone vẫn đang dậm chân tại chỗ ở mức 100 cửa hàng. Dù vậy thì đây vẫn là chuỗi chuyên bán các sản phẩm của Apple lớn nhất tại Việt Nam. Một trong những đối thủ lớn nhất của Topzone là App Studio của FPT Retail, tuy nhiên quy mô không thực sự ấn tượng cho lắm. Dù ra mắt từ năm 2012 nhưng đến nay App Studio mới chỉ có 32 cửa hàng. Trong khi đó thì một đối thủ khác là EDG của Vua Hoàng Hiệu, Jonathan Hạnh Nguyễn thì đã rời cuộc chơi từ tháng 4 năm nay. Thời điểm ra mắt vào tháng 9 năm 2018 thì EDG đã từng được kỳ vọng có thể phủ sóng 40% thị phần Apple tại Việt Nam. Dù vậy thì phải thừa nhận rằng Apple vẫn luôn là một miếng bánh béo bở cho các hãng bán lẻ. Và nếu nhìn lại năm 2022 khi thị trường smartphone toàn cầu lao dốc, Apple vẫn là thương hiệu duy nhất chứng kiến doanh thu từ smartphone tăng trưởng trong tổng số 5 thương hiệu hàng đầu thế giới. Và riêng tại Đông Nam Á, tính đến hết quý 3 năm 2022 thì Việt Nam cũng là thị trường hấp dẫn khi chứng kiến doanh số bán iPhone tăng nhanh nhất khu vực. Giờ đây chỉ vài ngày nữa thôi là iPhone 15 sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam. Bạn nghĩ liệu chiến lược của thế giới di động và Topzone có thực sự hiệu quả?